đang đi trên đường đi ghé quán em mua gia vị nấu ăn mua đi anh. Dù trời mưa em vẫn đưa anh về. Dạ chào cô. Dạ chào cô. Trời đất ơi, cây kêu cô có tụt mút liền vậy đó. Chào chị đẹp. Trời ơi, muốn xỉu. Nè. Dạ. Muốn cần lấy món gì? Dạ em cần lấy nước cốt dừa với lại cà chua. Trời ơi, cái cửa hàng này nè, ông ba mưa nắng không đi rồi, ông nhường lại cho tôi. Dạ. Mà bây giờ dạ, chị có phải đứng bán đồ gia vị không? Dạ không, hoàn toàn không. Em thấy là thật sự luôn á, chị nên suy nghĩ là cuộc hôn nhân của chị đi. Làm sao một người phụ nữ đẹp giống như chị lại trời đứng ơi ở đây một cái tiệm gia vị giống như vậy. Chị phải đứng ở tiệm hột xoàn. Em cái này là vô sinh đồ, mình vượt qua thử thách chứ mình không có đi phá hoại gia đình người ta. Em cảm thấy không như vậy không trời được. Trời ơi, nịnh để mà xin tô cốt dừa. Dù chị không cho hay chị cho em cũng phải nói thôi. Ai tới đây muốn lấy cái món gì đem cho của chị? Chị không có bán đâu nhưng mà chị phải thử thách. Dạ ok. Thử thách của chị như thế này nè. Dạ. Em cứ thò tay vô đây. Dạ. Em mò, em ngóng. Em cứ lần đi ha. Dạ. Em tìm cái món gì mà em đoán nó đúng. Dạ. Thì chị sẽ cho em tô nước dừa liền. Dạ. Còn cà chua thì sao? Cà chua hả? Cà chua tính sao đi ha. Dạ, đầu okay tiên là nước dừa cái đã. Thôi vậy làm luôn đi ha. Đứng phía sau. Rồi. Ok. Ghê quá. À, trái bí. Trái bí. Đúng rồi. Trái bầu. Sai rồi, bóc cái khác. Anh quá dở để cứu các em rồi. Phen này là phải ăn kiểu. Đây coi 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 mò. Mò cái gì? Cái gì, này cái gì giống như là cái củ. Củ không? Gì? Củ khoai lang. Sai bé. Trời ơi là trời. Không lẽ không à. Cái này. Cái này là trái ớt chuông. Đúng. Rồi. Một cái. Rồi, tô nước dừa này được quyền sở hữu của em. Dạ, em cảm ơn chị. Còn cà chua nha. Thôi thấy đẹp trai. Dạ. Cho nên là khuyến mãi đó. Đừng có mét lại ông xã tôi nha. Mét là không được đâu đó nha. Thôi mình đòi ok. Thôi vậy cho thêm một trái nữa đi. Cho thêm một trái được, một trái làm đủ chị rồi. Chị không cho nữa, mét ông xã chị đó. Hai trái nó đủ. Rồi, đó. Cảm ơn chị. Không nhớ là đừng có mét em nha, mét ông xã chết. Nhất không đủ là anh tự mét luôn. Em cảm ơn chị. Ok. Cảm ơn chị. Okay. Chị nhớ nha, ngày mai chị đừng đứng ở đây nữa. Em sẽ gặp chị ở chợ Bến Thành. Sao vậy? Mình bán vàng đi. Trời ơi, hoặc mình bán giải đi. Đúng không? Thôi bỏ đi. Rồi bye chị. Chào chị. Bye bye. Đi đây. Tôi tưởng ông ở trong chứ. Đi đâu đây? Hả? Chờ anh ba. Làm cái gì mà tự sao lợi dụng nắm tay tôi nữa. Cái này là gọi là làm cái gì văn, văn hóa lịch sự. À, xin chào. Làm cái gì mà sẵn dụng tình tập hóa của tôi hả? Định lấy cái gì đúng không? Nói chung ông giúp giùm tôi đi, giới thiệu tôi biết đang đi. Đang tham gia chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đi qua đây để hỗ trợ cho fan hâm mộ đúng không? Rồi, đúng rồi. À, sao? Đến đây cần món gì? Cần một cái chén thịt xay. Muốn lấy được chén thịt xay này phải vượt qua một thử thách của bạn. Dễ dễ xíu đi được không? Ở bên trong cái lòng bàn này là 5 chén nước mắm. Ừ. Bạn thích ăn nước mắm đúng không? Đúng chưa? Bây giờ càng lúc bắt đầu giảm bớt rồi, không ăn nước mắm nữa đâu. Nhưng mà bây giờ thử thách này là phải nếm nước mắm. Trong đây có 5 loại nước mắm. 1 là loại nước mắm chua, 2 loại nước mắm cay, 3 nước mắm ngọt, 4 nước mắm mặn và 5 nước mắm nguyên chất. Nhiệm vụ của bạn là làm sao nếm và tìm ra được chén nước mắm nguyên chất là bạn sẽ vượt qua thử thách. Bây giờ chén tôi cũng cần quá, thôi giờ tôi làm đại đi ha. Rồi làm đại khoan đã. Hên xui thôi. Đề nghị bạn cởi cái mắt kiến ra. Tôi sẽ tặng cho bạn cái mắt kiến đen. Mắt kiến của Dũng Đình. Đeo đi. Rồi. Trời ơi, cho tôi mắt kiến gì tôi thua vậy? Đeo đi. Thấy gì không? Không thấy gì hết. Đúng chưa? Rồi, lại đây. Kể từ bây giờ Quách Tấn Du sẽ không thấy một cái gì cả. Bên trong đây là 5 chén nước mắm nha. À, nhớ chưa? Rồi. Và nhiệm vụ của bạn đó chính là làm sao tìm ra được chén nước mắm nguyên chất. Ngủn đây, cầm đi, thấy gì không? Không thấy. Rồi, thấy không? Rồi, nếm đi. Chỗ nào ta? Cái chén đầu tiên đây. Chén đầu tiên nè. Rồi, ok, chén đầu tiên phải không? Rồi. Nếm vô nhiều đi. Phải nguyên chất không? Không. Không phải nguyên chất không? Bỏ ra. Chén thứ hai. Nhiều nhiều đi. Nguyên chất không? Đây. Nước mắm mặn như nhau hả? Nhiều nhiều đi là biết nguyên chất không à? Đây có phải nguyên chất không? Nguyên chất khó lắm. Sao? Đúng nguyên chất không? Trời ơi, tới bốc tay luôn rồi. Không phải, có vị chua. Chua là không ạ. Và đây là chén. Trời ơi, đúng tay luôn rồi.
Nguyên chất. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Mời đúng. Bạn Tháo có mắt kiến đen ra, mắt kiến của Dũng Đinh. Đúng không? Chính xác, nguyên chất, không như có vậy. À, chúc mừng Quách Tuấn Du, bạn đã vượt qua thử thách của 30 nắng này. Ôi, né, né tay, né tay. Né tay dưới đi. Okay. Một cái tay dính luôn rồi. Rồi. Như vậy là chén thịt này đã thuộc về Quách Tuấn Du. Chúc cho bạn sẽ đi về và giúp cho những người yêu thương bạn vượt qua tất cả thử thách của khẩu vị ngôi sao. Cảm ơn bà. Phát, yeah. Dạ, mắt kiến nha. Đi đâu đây? Cái vợt màu hồng giống cái dép màu hồng. Không, cái vợt màu hồng là giống cái áo màu hồng của tôi. Dạ. Ê, hình như là cô là ca sĩ gì à? Trương Thảo Nhi phải không? Dạ. Sao, hôm nay qua gặp anh 30 nắng có chuyện gì không? Dạ, lần đầu tiên cho chào anh 30 nắng được. Anh ơi. Hả? Cuộc sống bây giờ rất là khó khăn. Khi mình làm được một việc tốt thì mọi thứ cũng sẽ tốt đẹp hơn đó anh Ba Nắng hả? Trời ơi, rùi quá rùi vậy. Trời ơi, rùi là, quá. Hình như là Trương Thảo Nhi tới đây là mang rùi tới hay phải? Dạ không có, em mang niềm vui đến cho anh Ba Minh đó. Nè, bây giờ nha, em có ước mơ, một ước mơ nho nhỏ đó là đi giúp đỡ những người bạn thân yêu của em. Vậy hả? Vâng. Nói chung là ai á mà đến từ chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao đến với cái tiệm tạp hóa 30 nắng của tôi cũng đều mong muốn là tìm một cái nguyên vật liệu gì đó để mà dạ, mang đúng. Về giúp cho những người bạn của mình. Dạ đúng. Hôm nay Trương Thảo Nhi tới đây cần tôi giúp cái gì? Một bạn thì làm chả giò. Đúng vậy. Nhưng lại không có bánh tráng. Một bạn thì làm cơm chùm trứng nhưng lại không có trứng. Ây trời, căng à nghe. Căng quá. Vậy hả? Vậy mình lấy cái mền mình chùm lại cái cơm được không? Dạ không anh ơi. Tóm lại bây giờ trong hai món em thích món gì? Em thích cả hai. Không được, ở đây chỉ được một món mà thôi. Đừng mà anh bây ơi. Giờ muốn lấy được một món em phải trải qua một thử thách. Dạ vâng. Đó là em rất nổi tiếng với ca khúc Bốn Chữ Lắm. Vậy hôm nay em phải hát một bài lý hay một câu vọng cổ gì đó mà có năm chữ lắm. Yêu lắm, thương lắm mà xa lắm chứ đâu lắm. Nhưng mà dân thương anh 30 khó lắm 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 rất nhiều. Trời ơi, cái bài nghe nó lạ thiệt ha. Nhưng mà dầu gì nó đó. Cũng là nhiều hơn năm chữ lắm đó. Thôi được rồi, trong hai món em chọn món nào? Em cơm thì có thể bỏ gia vị để ngon. Nhưng mà chả ram mà không có bánh tráng thì hỏng bét. Không đúng có vậy. Chả ram. Đúng. Thôi thì em chọn món chả ram vậy. Vậy em chọn bánh tráng đúng không? Vâng. Vậy chúc mừng em sẽ về giúp cho những người bạn của mình. Chào tạm biệt. Tạm biệt anh. Thôi đứng ở đứng đây. Dễ thương quá, tặng cho cái trứng lấy không? Yeah. Bởi vậy thương anh lắm luôn đó. Rồi về đi. Tới đây làm gì đó? À, xin. Xin gì? Xin cái dầu hào á. Không có xin. Ở đây là tiệm tạp hóa 30 nắng nha. Chỉ có tặng không bán cũng không cho. Vậy nghe vậy thì chú tặng con đi. Kêu bằng chú đi về đi. À vậy anh tặng em đi. Tôi nói giỡn thôi chứ thật ra tôi biết cậu là Mr. Control. À, rồi, dạ, ok, cảm ơn anh. Rất cậu, rất cảm ơn anh. Dạ. Hôm nay qua đây để mà trợ giúp cho một người bạn ở trong chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao dạ, đúng không? Chính xác. Bây giờ thiếu cái gì? À, thiếu dầu hào với lại bơ. Thiếu dầu hào với bơ. Dạ. Thôi, chuyện nhỏ. Dạ. Cầm đi. Dạ. Cầm. Dạ đây. Đừng nhìn thấy. Đây đó. Từ từ. Mở ra đi. Mở ra. Hay không? Thấy tôi ảo thật hay không? À, nãy giờ là ảo thật. Ảo thật. Hay quá trời luôn. Từ không thành có. Dạ, dạ. Dạ, đổi đi, đổi đi, đổi. Đổi vô đi, đổi vô. Là biến mất đúng không? Đổi vô đi. Ok. Mở ra. Yeah. Không có. Trời ơi. Hay, hay quá. Trời ơi. Ảo thật, ảo thật, ảo thật. Hay lắm. Hay quá, hâm mộ quá. Bây giờ không ảo thật nữa. Trước khi muốn lấy cái chén dầu hào này, dạ, cậu phải trải qua một thử thách của tôi. Bình thường tôi thử thách những khách mời rất nhiều những thử thách nghiệt ngã. Nhưng hôm nay tam bang triều điển là gì cậu biết không? Dạ không. Đó là coi như là nhà vua sẽ tặng cho ba món, chọn mỗi một món ăn hoặc uống vào thì sẽ chết. Rồi ăn uống vô thì chết. Nhưng mà yên tâm cái này không có chết đâu. Đây, đây là ba món. Muối. Muối. Đây là gì? Đây là ớt. Đây là nước trắng. Dạ. Ôi cậu phải làm sao chọn một trong ba món này và ăn hoặc uống hết. Ôi món đó cậu sẽ được chén dầu hào. Chọn đi. Đơn giản thôi mà. Ớt. Ớt chỉ cần một trái. Muối thì phải nguyên chén. Rồi. Và giấm phải hết nửa ly. Chọn đi Mr.
control. Em ăn ớt. Chắc ớt chưa? Nếu như ăn hết trái ớt đó, chén dầu hào này sẽ là của cậu. Cắn. Chưa đâu, nữa đi nha. Bây giờ một là nút động, hai là nhai, tùy. Hết trái ớt đi. Hết đi. Đây là chén dầu hào ha, đặc biệt. Đây, tôi xin tặng cho Xuân Nghị. Cậu là một người can đảm, một nghệ sĩ đích thực. Cậu đã làm tất cả vì người hâm mộ mình. Cái sao? Chúc cho Xuân Nghị sẽ về hỗ trợ cho những người bạn của mình tuyệt vời và vượt qua những thử thách của khẩu vị ngôi sao. Rồi. Xin chào, tạm biệt. Chào anh. Hôm nào rảnh qua ăn ớt nha. Em chào anh. Chào anh. Ủa, Vĩnh Thiên Kim. Dạ. Đang hát cái bài Giọng Cổ Tiên, bài nổi tiếng của em đó. Dạ. Mà ai không có nổi. Sáng giờ làm như giống như là gà bị nuốt dây thun, cứ bị khàn giọng quá, bởi vì phải ăn muối nữa. Sao? Qua đây có chuyện gì không? Em muốn muốn gì? Nhờ anh trợ giúp xíu. Trợ giúp cái gì? Anh cho em xin chai nước mắm được không ạ? Chai nước mắm hả? Dạ. Trời ơi, đây quá nhiều nước mắm rồi nè. À, nhìn đi. À, mắm làm rồi nè. Dạ. À, còn mắm chưa làm, có hết luôn. Dạ. À. Vậy em... Khoan đã. Dạ. Muốn lấy nước mắm nào? Mắm làm rồi hay là mắm chưa làm? Dạ, nước mắm làm rồi á. Mắm làm rồi phải không? Mắm làm rồi ở đây có một chén nước mắm làm rồi. Dạ. À, nhưng khoan đã. Lần đầu tiên tham gia chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao đúng không? À, cái cô Khải Như đó cũng có giới thiệu nhiều về tôi không? Vậy như nói là em đi qua đây em xin anh cho anh dễ thương, anh đẹp trai, anh tốt bụng lắm. Đúng rồi. Dạ. Đó, chứ trước giờ là cổ toàn nói xấu tôi không á. Rồi nè, tôi bữa nay tôi không phải là 30 nắng đâu, mà tôi là 30 phùn. À, mưa phùn dễ chịu lắm. Đặc biệt gặp một người gái xinh đẹp như thế này phải dễ chịu thôi. Thế nhưng hồi nào giờ luật là luật rồi. Ở đây 30 nắng không có cho mà tặng. Tặng. Đó. Nhưng mà trước khi muốn lấy cái món quà của 30 nắng phải vượt qua một thử thách của tôi. Thử thách em gì vậy? Tôi rất thích bài Giọng Cổ Tiên và tôi muốn em hát một câu giọng cổ trong bài Giọng Cổ Tiên cho tôi nghe đi. Hát live thôi chứ không có live stream. À. Sáng giờ em chưa ăn gì chưa? Không, chưa ăn phải không? Vậy uống nghe. Đó. Với điều kiện phải uống nữa cái chung này. Cái này là... Tôi đếm 1, 2, 3. Phải cất cái câu giọng cổ đó lên. Nghe. Khoan em hỏi cái này là gì anh ạ? À? Nước chanh. Em chưa ăn gì mà anh cho uống nước chanh. Đó, đó mới là thử thách. 3, 2, 1. 1, 2, 3, hát. Người yêu ơi em muốn cùng anh thề câu chung thủy, không thay đổi lòng mình, bên nhau đi đến cuối con đường. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, quá đã. Chúc mừng Vĩnh Thiên Kim và chúc bạn sẽ giúp cho những người bạn của mình vượt qua thử thách.